Sao nó dính cái gà nó máng lên cái lỗ đó, cái mình vai gì cái nó gớt từ từ, nhìn nó gớt từ từ xuống, từ từ nó gớt liền á, nó dính ra cái nó gớt xuống, cái nó dính ra, nó dính cái mắt rồi nữa. Vô vậy?
Thiệt luôn. Vậy không đi đây mình biết hả? Gì? Dạ. Má có xuống. Dữ thiệt chứ. Vô đây nè, núp thử, uống thử củ cặn đấy. Nhưng mà uống rượu kia ấy, mày củ cặn uống thử. Đi ta chứ xích qua tay ngồi. Chưa thấy từ nước bao nhiêu. Ôi, vườn trăm rửa vườn trăm mà còn rớt nước. Còn nó mua cái điện thoại không rửa là bạc là chắc lấy bạc. Không khác gì đâu ta. Không khác gì tốt. Người gì chạy gì phá vậy. Không mà mặt không cho mà. Không phải nè, tự nhiên lấy. Phát lại dữ rồi. Mấy ông phải ổng phụ ngay. Tôi không tôi trở về. Vậy. Không rồi, ổng phải gì phá gì đóng luôn. Tại mày có thương cho mắt hả? Vậy mày đưa. Nó đưa tao. Đưa ai? Không. Đưa tao. Giờ đưa nó ai trời. Mày có hướng cho mắt không mày? Sao uống tao hoài vậy? Trời ơi. Sao uống hoài rồi chơi hả? Tao uống hoài vậy. Hút nãy giờ cạn trăm chỉ cái chục muỗng thôi đó. Uống này uống thử đi. Cạn đi trăm luôn. Đi lại phải tiếp chứ. Cạn chưa là ông Tây Nguyên. Tây Nguyên về. Mua trên núi á. Cái nó mới ấm chút nó cao đó ấy không nó mới bỏ mà. Cái này mày á không tâm cho tao. Xong rồi. Xong rồi. Ủa cái gì á? Không. Chưa. Làm lại. Không nhậu làm lại. Tay cũng chậm. Vô. Tới giờ anh em hút cần rồi. Trời ơi. Mày nổ mày cấm tàu lâu. Bây giờ là qua hồi tối hôm qua không có chú Phúc đúng không? Ừ. Bữa nay có chú Phúc. Ôi. Này có mùi bén hút với cần. Xong đổ nước kìa. Tôi có nước kìa ngon quá. Lĩnh bỉnh đi sao bốc. Lấy tâm đi. Lấy tâm á, có tâm. Trường ơi, lấy tâm Trường ơi. Tâm. Cái gì nữa hai thanh niên nó chơi gì vậy? Rồi tắt luôn rồi. Chú Phúc không? Chú Phúc vô. Chú Phúc. Rồi, cho Phúc uống trước. Cho Phúc uống trước rồi cho Phúc thử nghiệm bữa thứ hai. Uống chuối cô đơn. Lấy ly luôn. Tình tỷ anh Phúc. Uống chuối cô đơn. Rồi sau này lại nhậu xong nữa. Chơi mà em tắt kẹt á.
cày đi. Em cày ra. Vô phòng tao tắt đèn đi. Phòng của tao kìa, tắt đèn đi luôn kìa. Nói luôn đi, đèn cày. Vô đi ngủ. Ủa đi tắm. Đi ngủ à. Đang về pha đi tắm, đi quên đi ngủ. Tắt đèn ở đây. Cho ông tắm này cháu được rồi. Đóng cửa lại. Phút nút trước đi man. Phút thí nghiệm. Sao lấy cái lo ra? Phút thí nghiệm trước đi. Chờ lấy lo chờ. Cặp miệng là hút đó không? Ừ. Hút vô đây. Nhiều hết. Uống cho uống à. Bước hết thì bình cũng được. Chờ nước vô. Lên chưa? Trời ơi. Rút mạnh đi ông nội. Thay ghê chưa? Ừ. Ui. Chơi vậy em cô. Nó lạc nhách rồi mấy cha ơi. Lấy đồ. Ai vậy ông nội phút nước chứ. Thấy đục dữ à. Lạc ơi nhẹ ngọt ngọt này, khát nước nữa. Lạc nhách rồi cha ơi. Nhách, bơm nước vô đi. Cái gì? Lạc nhách rồi. Lạc nhách rồi này. Ủa sao hồi tối là ngừng rồi ngừng luôn. Ha, còn uống nữa không? Đây, quá đồ mới. Rồi, có mắt ngọc á, có mắt ngọc lại. Không luôn. Đóng nắp rồi đó. Các bạn qua đâu có hút gì đâu. Lô. Sao kỳ vậy? Anh em một cành à. Tới giờ hút cành. Đèn đi chừng bán. Mà ông rồi đèn cày gầm tắt tao thui luôn á. Thui rồi, ăn thì cứ tao thui. Lấy cái đèn cày bóng giữa nè. Tao thui luôn thiệt luôn rồi đó, hết thấy đường gì luôn rồi. Cái bậy này chưa thấy nhậu nguyên tình nó chưa sao cái màu nó đẹp ghê luôn á, màu đen này. Chưa thấy chưa về địa bàn. Ồ màu nó đẹp, nó chớp. Đẹp nè. Anh em còn bên mồi. Tối qua. Ừ, ra quốc luôn. Ngồi tối hoa không được hả? Có nè. Gì vậy? Bịch kẹo à. Anh em uống nước dòng tôi hụt dụ ra. Trời ơi. Cái xin canh nước đá. Chưa kết nối ta. Này đang nhát gỗ gì nữa. Nè, qua hết đó nha. Ừ, đúng rồi. Không có cái nói nè. Ui. Cái này mà ông ơi lạc nhách nữa là. Ê, tính ra mình đi tắm chứ đi hả, đi ra đây chơi. Ai có cao bự bự không? Tao mới hồi sao đi tắm hả? Ai vậy? Trời, vô vi cho nó đi. Ở đây. Đồng ơi, mấy giờ đây ông Đồng? Thấy cái này là 4 giờ. Lại là 4 giờ. Mấy giờ nữa tới chứ? Ủa hôm nay nhậu tới 4 giờ sáng trong đi luôn nè. Đang chưa hay cái nói. Điện đồng chí Đăng ghé xe đét mua gì đem về đây. Mua gì giờ? Nhậu hết hai chai này với... À đâu có số đâu. Gì ta? Mày kêu mấy một bình nước lọc đây mày chắc hết bình nước lọc. Ngủ căng. Hai chai này với một bình nước lọc. Ừ. Cần một bình nước lọc để... Mời không ai nhặt thức ăn rồi tới số. Rồi xích vô cho xong tròn. Đúng rồi, anh em có đèn đó, trời ơi. Ê, tay nhậu âm thầm. Dạ, vui. Nhậu nhậu gì mấy em? Anh Phong này hết đi tập kim luôn. Hết tập kim luôn rồi, thấy gì cái mời luôn rồi. Cái này có gì nhậu đây? Cái nói chưa? Hấp đi. Tại vì rồi. Nói gì vậy? Ông nói vậy, ông nói gì tôi nghe em rõ. Alo. Nói gì vậy? Nói vậy. Ủa sĩ đi gần phòng tôi nữa. làm đúng như này. Cái nói mà sửa trang mới được. Giặt mền đó không ơi. Không mệt. Ở chỉnh chỗ đi vô phòng nước trời. Ủa lại góc tường đấy, kêu góc tường. Hết đồng kết tới đầu. Bên đó chưa vậy. Tối nay là buồn lây nghe. Tận tả nha, tối nay tận tả nha. Lấy gì thông cộng lại. What the hell. Đi ngay chỉ cần phải nói gì. Nếu anh đang cho em một cái lo khi gặp đi. Đi thôi. Rồi xuống anh. Có số không? Khỏi đây. Không đi mấy quên. Để không biết nha. Kéo à. Kéo ơi. Này bơm nước đi. Không bơm. Bơm đi. Lạc nhách rồi. Đi. Thành chạy đi. Này.
uống nước đó mà. Cái bình nước 21 lít cũng mất hết trăm luôn á. Ủa gì đâu đi vậy? Cái bộ gì vậy? Cái gì mà hú như vậy? À, bắt mút tới có mà nói gì nữa. Rồi tắt anh nói á. Rồi canh vậy. Canh vậy. Cốt gì? Rồi tắt tắt đi thôi, không bị lỗi phương tiện á. Ba đồ quỷ. Tắm chiếc ăn này, bỏ đây, lau ở đây. Dọn văn ly. Tới tiền nữa em. Ok. Ai chưa? Đây chút tiền thôi, đứng tiền thôi, đứng tiền thôi. Có quá chai cũng nhò mà xuống dưới phòng bà. Còn chai lên, còn chai lên, còn chai lên, còn nhạc đó im đó. Không lấy được rồi. Một ly rồi. Ở đây mình nhậm ly 3 ly, không đem về đâu. Tao ngao rồi. Bên anh cay hẹn 3 giờ rồi anh em. Đây, hẹn 3 giờ rồi. Vô phòng tao lại chỗ cái thông trang lấy cái bịch muối niêm miệng ra đây anh. Kiếm chén đựng luôn, lấy chén đựng luôn. Sai nhỏ rồi nó. Không nó không làm gì nó phải lấy xe phòng chạy đi mua lấy xe. Yeah.